Kiều Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ À thưa các bạn, mặc dù tinh dầu thông đỏ thì rất quen thuộc với chúng ta hiện nay, tuy nhiên thì vẫn có nhiều khách hàng thắc mắc rằng uh, tinh dầu thông đỏ thì có những công dụng gì và dùng trong bao lâu thì có hiệu quả? và trong clip ngày hôm nay thì kiều anh sẽ giải thích rõ hơn tới các bạn trong tinh dầu thông đỏ hàn quốc thì có chứa hơn 5.000 hợp chất các loại chất hữu cơ tự nhiên cùng rất nhiều các hoạt chất có tác dụng dược lý mạnh mẽ chẳng hạn như là vitamin, tepen axit amin, flavonoid và polyphenol chính vì vậy thì tinh dầu thông đỏ mang lại những tác dụng vô cùng nổi bật chẳng hạn như là đầu tiên thì tinh dầu thông đỏ hàn quốc thì sẽ giúp giảm sưng tấy do đặc tính mạnh của tinh dầu thông đỏ thế nên là công dụng của sản phẩm này thì rất tốt trong việc là phòng chống sưng tấy ở uh, cho những bệnh nhân mắc bệnh đau khớp. Uh, khi chúng ta dùng tinh dầu thông đỏ xoa trực tiếp thì sẽ mang lại hiệu quả giảm đau nhức cơ bắp uh, và nếu như cho tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc vào nước ấm để tắm hay là chúng ta sử dụng như là một loại dầu massage cơ bản thì uh, nó sẽ giúp cho chúng ta có một làn da mịn màng hơn kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể. thứ hai tinh dầu thông đỏ thì giúp dưỡng da trị bệnh da liễu. À, với tác dụng của tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc, thế nên là sản phẩm này thì khi dùng chúng ta có thể là bôi trực tiếp lên da à, giúp làm sạch mạnh mẽ, giảm thiểu các bệnh về da chẳng hạn như là mụn trứng cá, à, nhọt, vẩy nến, nấm chân, eczema và tình trạng da ngứa. À, đặc biệt hơn là khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ thì nó cũng sẽ hỗ trợ làm giảm gầu và khô da. Thứ ba, tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì hỗ trợ là phòng ngừa cảm cúm. Tinh dầu thông đỏ thì sẽ giàu vitamin a và c nên là công dụng của sản phẩm này còn hỗ trợ rất hữu hiệu ở một số căn bệnh như là ngăn ngừa cảm cúm thông thường cho người có hệ miễn dịch yếu kém thứ tư tinh dầu thông đỏ hàn quốc thì hỗ trợ tăng cường miễn dịch ở một trong những công dụng phải kể đến của tinh dầu thông đỏ hàn quốc ở đó chính là khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch tự nhiên của sản phẩm này giúp cơ thể của chúng ta chống lại ký sinh trùng ngoài ra thì nó còn chống lại vi khuẩn nấm men nấm mốc virus cũng như là trị nhiễm trùng đường tiết niệu và nhiễm trùng da thứ năm chống oxy hóa tinh dầu thông đỏ thì trung hòa các gốc tự do cũng như là làm chậm đi quá trình thoái hóa của các tế bào thế nên là khi sử dụng sản phẩm này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là ngăn chặn lão hóa sớm cũng như là bảo vệ chúng ta khỏi thoái hóa cơ bắp à, hay là rối loạn thần kinh hệ thống tinh dầu thông đỏ hàn quốc thì có công dụng rất tốt trong việc là phòng ngừa các bệnh tim mạch huyết áp ngoài ra thì nó còn có công dụng tuyệt vời trong việc là chăm sóc sức khỏe giúp phòng ngừa cũng như là hỗ trợ điều trị các căn bệnh ung thư Công dụng của tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc trong việc hỗ trợ tích cực cho bệnh nhân bị tiểu đường cũng vô cùng là nổi bật. Ngoài ra thì sản phẩm này còn có một số công dụng như là chữa đau nhức xương khớp, đau dây thần kinh, tay chân tê liệt. Nó hỗ trợ hiệu quả cho bệnh nhân có đường tiêu hóa kém, bệnh đường ruột và giúp chúng ta có cảm giác ăn ngon miệng hơn. Tinh dầu thông đỏ thì còn có tác dụng rất tốt trong việc là giúp cho phụ nữ giảm cân, lấy lại vòng eo nhanh chóng, đồng thời là còn cải thiện sắc tố da cũng như là chu kỳ kinh nguyệt không đều. Uh, một điều phải nói khi nhắc đến sản phẩm tinh dầu thông đỏ như thế này Đó là hỗ trợ các vấn đề sinh lý như là tóc dụng nhiều, tàn nhang, mụn và stress Thường thì những khách hàng khi quan tâm đến sản phẩm tinh dầu thông đỏ uh, Có những câu hỏi đặt ra với Kiều Anh Đó là tinh dầu thông đỏ thì chữa được những bệnh gì? Và Kiều Anh xin được trả lời Đó là tinh dầu thông đỏ có công dụng chữa bệnh tim mạch, xương khớp Cũng như là bệnh tai biến mạch máu não Viên tinh dầu thông đỏ Hàn Quốc thì còn có tác dụng điều trị chứng đau đầu, viêm thần kinh tọa, đau dây thần kinh, tay chân tê liệt cũng như là rụng tóc không rõ nguyên nhân. Sản phẩm này nó còn có một số công dụng chẳng hạn như là hỗ trợ tuyệt vời trong việc là cải thiện sinh lý ở cả nam và nữ, cũng như là cải thiện chu kỳ kinh nguyệt. Tinh chất thông đỏ Hàn Quốc thì có khả năng làm chậm quá trình lão hóa các cơ quan tế bào. ở Như kiểu Anh vừa chia sẻ bên trên là nó sẽ làm chậm lại quá trình lão hóa của cơ thể cũng như là duy trì tuổi thanh xuân. Và một câu hỏi nữa được nhiều khách hàng đặt ra đó là sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ trong bao lâu thì có hiệu quả? Và Kiều Anh xin được trả lời rằng sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ bao lâu có hiệu quả thì sẽ tùy thuộc vào căn bệnh cũng như là tình trạng sức khỏe của người dùng. Đầu tiên là đối với những bệnh nhân ung thư, khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ trong quá trình điều trị thì quá trình điều trị của họ sẽ diễn ra hiệu quả hơn cũng như là giảm thiểu được sự tác động của hóa chất hoặc là các tia phóng xạ trong quá trình xạ trị lên người. Và khi sử dụng đối với những bệnh nhân ung thư thì trong thời gian ở từ 2 tuần cho đến là 1 tháng thì họ sẽ cảm thấy là sự khác biệt ở cơ thể. Ngoài ra đối với những khách hàng có sức khỏe yếu, hệ thống miễn dịch yếu kém cũng như là cơ quan tiêu hóa không được tốt thì khi sử dụng sản phẩm tinh dầu thông đỏ ở chỉ sau 2 tuần thôi là đã cảm thấy sự khác biệt ở sức khỏe của mình rồi. Ở như vậy thì Kiều Anh vừa chia sẻ bên trên là sử dụng bao lâu thì có kết quả đó là tùy thuộc vào tình trạng sức khỏe cũng như là cơ quan của bạn Bên cạnh việc sử dụng tinh dầu thông đỏ làm sao cho hiệu quả Thì các bạn cũng nên là có một chế độ ăn uống lành mạnh ở Kết hợp với việc tập luyện thể dục thể thao ở Hy vọng rằng với những thông tin mà Kiều Anh chia sẻ ngày hôm nay Thì đã mang đến cho các bạn những thông tin bổ ích Về việc là sử dụng tinh dầu thông đỏ bao lâu có hiệu quả Cũng như là những ai nên sử dụng sản phẩm này Và tinh dầu thông đỏ thì chữa được những bệnh gì ở ngoài ra thì nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm tinh dầu thông đỏ ở đâu Để có thể là an tâm trong quá trình dùng cũng như là được hỗ trợ trong quá trình sử dụng Thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24h là 0904 363 985 Để được tư vấn miễn phí về sản phẩm tinh dầu thông đỏ đến từ Hàn Quốc ờ, Hoặc là các bạn cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24h Tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Ở hy vọng rằng clip ngày hôm nay thì đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích. Kêu anh xin chào và hẹn gặp lại.